thành phố Hồ Chí Minh, cô gái 19 tuổi làm nghề massage sốt ho sau khi tiếp xúc với khách Hàn Quốc, được đưa vào khu cách ly. Cô gái sau khi tiếp xúc với khách Hàn Quốc, ở tiệm massage đã xuất hiện triệu chứng cảm sốt, ho nên đến bệnh viện thăm khám. Thông tin này được Công an phường 6, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong văn bản báo cáo đến cơ quan chức năng về việc phát hiện người Việt Nam từng tiếp xúc với người Hàn Quốc nghi nhiễm bệnh COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể qua công tác nắm tình hình, Công an phường 6, quận 8 phát hiện một cô gái tên MTD, 19 tuổi, quê Đắk Lắk đang tạm trú tại địa phương với một người bạn tên MTTM, 24 tuổi, quê Vũng Tàu, D. Làm việc tại một cơ sở massage ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc với khách Hàn Quốc. Khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã Chiến ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đến sáng 27 tháng 2, D. Có biểu hiện cảm sốt, ho nên đến bệnh viện BV Nguyễn Trãi quận 5 khám. Theo lãnh đạo BV Nguyễn Trãi, D. Thuộc trường hợp không phải làm xét nghiệm vì người Hàn Quốc, cô tiếp xúc không phải ở vùng dịch COVID-19. Dù vậy, cơ quan chức năng vẫn cách ly cô gái và người bạn để theo dõi COVID-19 theo quy định. Chung cư hai cô gái đang ở cũng được vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn,